cầu thủ Trung Quốc và Thái Lan hỗn chiến sau trận đấu tại AFC Champions League. Ngay sau trận đấu giữa Zhejiang, Trung Quốc và Buriram UTD, Thái Lan tại AFC Champions League, cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau hỗn loạn khiến sân đấu như một võ đài tự do. Tối qua ngày 29 tháng 11 đã diễn ra trận Zhejiang vs Buriram United trong khuôn khổ bảng H AFC Champions League 2023-24. Kết quả, đội bóng đến từ Thái Lan đã bị thua với tỷ số 2-3. Trận thua này đã khiến Buriram United rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng H với 6 điểm. Trong lúc Zhejiang nhờ trận thắng này cũng có 6 điểm, nhưng vẫn xếp chót bảng khi thua đội bóng đến từ Thái Lan về hiệu số. Điều đáng nói là ngay sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ hai đội thay vì bắt tay chào nhau thì đã có những lời nói khiêu khích và cuối cùng là lao vào tấn nhau hỗn loạn, khiến sân đấu như một võ đài MMA. Chưa kể trong trận đấu, cầu thủ của hai đội cũng đã có những màn khiêu khích và chơi xấu nhau, khiến trọng tài đã phải rút ra 8 thẻ vàng chia đều cho hai đội. Đây là một hình ảnh cực kỳ phản cảm ở đấu trường AFC Champions League và chắc chắn AFC sẽ có án kỷ luật thích đáng với cầu thủ hai đội tham gia vào vụ hỗn chiến này. Chưa kể, Liên đoàn bóng đá của Thái Lan và Trung Quốc cũng không tránh khỏi hệ lụy. Cần nói thêm, ở đấu trường AFC Champions League 2023-24, các đội bóng Trung Quốc đã để lại những hình ảnh rất xấu xí. Mới đây, cầu thủ Wei Xiahao của Wuhan Thuy Tao đã có pha lên gối thẳng mặt hậu vệ Phạm Xuân Mạnh của Hà Nội Fan Club ở trận đấu thuộc bảng D trên sân Mỹ Đình. Hành động của anh này đã bị AFC phạt $1,000 và Wei bị cấm thi đấu 3 trận.